Hello, công ty thiết bị điện tử nghe nhìn XO, hotline 0879 801 999. Nay lên clip giới thiệu cho bạn một dòng camera không dây siêu nhỏ và đặc biệt là một dòng camera với tính ngụy trang kín đáo nhất trong năm 2023. Đó chính là một mẫu camera ngụy trang bóng đèn. Đấy. Thì trên tay mình đây đang là một cái mẫu camera ngụy trang bóng đèn 40W nhá. Đấy. Và bây giờ mình sẽ mở ra. Khi mình mở sản phẩm ra nhá, thì trên tay mình vẫn là một chiếc bóng đèn 40W bình thường, vẫn sử dụng để sáng đèn bình thường. Và đây là chiếc vỏ hộp của nó này, bóng đèn 40W này. Cái này là sẽ là tiết kiệm điện năng lên 80% nhá, thân thiện môi trường này, ánh sáng trung thực này. Tuổi thọ là 20.000 giờ, rất là lâu. Và đèn LED, đèn này sẽ là mình là đèn LED siêu sáng. Ngoài ra thì mình đã độ chế cho nó một mắt camera siêu nhỏ ở đây, ở vị trí này các bạn nhá. Thì vị trí này là mình đã căn góc, khi mà bạn sử dụng cái đuôi vát ấy đấy, thì nó sẽ là cụp xuống như này nhá, thì nó sẽ quay được toàn bộ cảnh ở bên dưới. Góc quay của nó là góc quay 150 độ, thì khi mà bạn quay trong phòng ấy, nó sẽ là quay được toàn bộ các phòng luôn nhá. Đấy. Rất là tiện lợi. Và đặc biệt nữa ấy, thì mắt camera của mình siêu nhỏ nên là cái tính ngụy trang cực kỳ kín đáo. Và đây là mình đang đặt sát với màn hình này, sát màn hình máy quay đây nhá, thì các bạn phải nhìn rõ nhá. Còn trong trường mình để xa ra một xíu nhá, xa ra một xíu thì hình ảnh nó rất là mờ rồi. Đấy, các bạn sẽ không thể nào nhìn được mắt cam nhá. Đấy, ngoài ra thì khi mà bạn lắp thì bạn sẽ lắp bóng điện trên 2m đến 3m thì cái phạm vi là tỷ lệ xem được thì sẽ là không có nhá. Đấy, không thể nào nhìn thấy được. Đây là mắt camera rất là kín luôn. Và chiếc camera nhà mình độ vào là một dòng camera cao cấp với hình ảnh là full 4K, kết nối từ xa qua 3 4G, ghi hình chuyển động, ghi hình vào bộ nhớ, cảnh báo chuyển động, rất là nhiều tính năng luôn nhá. Và đặc biệt nữa thì bên trong bóng đèn nhà mình thì sẽ có thời lượng pin. Đấy, thì để tiện lợi cho bạn thể quay được giám sát trong nhà 2424, thì trong này mình đã độn một chiếc pin. Pin của nó sẽ là 15 tiếng. Khi mà bạn bật đèn thì lập tức sẽ sạc cho cam, và khi bạn tắt đèn đi nhá thì cam vẫn có thời lượng pin, các bạn vẫn có thể quay và xem được từ xa. Đấy, chứ không cần thiết lúc nào phải bật nhá. Bật cũng được mà tắt được, tại vì khi mà bạn bật lên các bạn chỉ bật 2 tiếng thôi là sạc đầy cho camera rồi. Rất là ok nhá. Đấy. Đó, cái này thì rất là phù hợp luôn. Thì vì các bạn mà khi mà bạn ví dụ như là buổi tối các bạn bật lên nhá, thì ban ngày nó sẽ quay. Đấy, quay với cả ngày luôn nhá, 15 tiếng rất là thoải mái. Đó ok. Tiếp theo thì cái nhu cầu khách hàng ấy, mua hàng nhà mình thì thường là mua để có thể là giám sát được là con cái. Đấy, giám sát được vợ chồng, hoặc là có thể là sử dụng để lưu trữ lại các bằng chứng các bạn nhá. Con cái thì bạn có thể là biết được con cái bạn học hành hay không, hay là các bạn để trông coi khi con cái nhỏ. Đấy. Còn vợ chồng thì các bạn có thể biết được vợ chồng ngoại tình hay không. Đấy. Cũng như là khi mà các bạn sử dụng để lưu trữ bằng chứng ấy, đấy, thì các bạn có thể là tải về hoặc là copy. Đấy. Tại vì khi mà bạn sử dụng một dòng camera ngụy trang bóng đèn nhà mình để lưu lại các bằng chứng thì sẽ không ai phát hiện ra được nhá. Đấy. Rất ok. Đó thì bây giờ thì mình sẽ vào là test phần đèn cho bạn trước. Test đèn thì đây, mình sẽ xoáy ra đuôi này. Và đuôi này mình đang đuôi thẳng nhá, phải đuôi vát nhá, tại vì làm video. Mình đang dùng làm video nên là mình sẽ dùng cái đuôi thẳng. Còn khi mà bạn mà lắp trên nhà thì bạn sẽ lắp đuôi vát nhá, nó sẽ cụp xuống như này để quay được toàn bộ góc luôn nhá. Đấy. Đây mình cắm đèn lên này. Đấy, khi cắm đèn thì đèn vẫn sáng bình thường nhá. Đấy. Rất sáng, đèn siêu sáng nên là rất là sáng nhá. Đấy, ok chưa? Đó. Đó, thì tiếp theo thì là mình sẽ vào là hướng dẫn sử dụng camera. Đấy, thì trước khi mình hướng dẫn thì bạn làm có nhu cầu ấy, quan tâm đến dòng sản phẩm camera ngụy trang bóng đèn siêu sáng là của nhà mình, thì có thể liên hệ trực tiếp cho mình qua số điện thoại Zalo 0879 801 999 để mình có thể hỗ trợ tư vấn chi tiết các bạn nha. Đầu tiên để sử dụng nó thì các bạn sẽ vào phần tải ứng dụng cho mình. Các bạn sẽ tải cho mình ứng dụng sẽ tên là Lookcam. Và ứng dụng Lookcam này thì chạy cho tất cả các dòng máy, tất cả các hệ điều hành, các bạn đều có thể sử dụng và tải về được. Bạn là sử dụng iPhone thì các bạn vào ứng dụng App Store. Các bạn làm mà chạy ở đánh Android như là Samsung, Vivo, Oppo, Sony, các bạn sẽ vào cửa hàng CS Play để tải về cho mình nha. Mình dùng iPhone thì mình sẽ vào App Store này. Mình sẽ vào phần tìm kiếm này. Đấy. Ấn mục tìm kiếm, tìm cho mình chữ Lookcam ra nhá. Đó, biểu tượng màu xanh nha. Đấy. Ứng dụng Lookcam này sẽ có biểu tượng màu xanh nhá. Đấy, các bạn sẽ tải về cho mình. Đấy. Khi tải xong thì các bạn sẽ chưa vội mở lên, các bạn thoát ra cho mình.
Tiếp theo thì các bạn sẽ mở cho mình chiếc bóng đèn này ra. Mở chiếc bóng đèn này ra nhá. Khi mở ra thì bạn xoáy nhẹ ra nhá. Rồi tương tự bên trong là các bạn. Đấy, từ đây mình sẽ mở cái bên trong này ra, sẽ công tắc tắt bật của camera nhá. Đấy, khi mình đã mở ra và mình đã bật công tắc tắt bật bên trong ra thì lập tức camera sẽ hoạt động các bạn nhá. Camera sẽ hoạt động. Đấy. Và các bạn cũng lưu ý cho mình ấy là khi mà các bạn mà nhận hàng, các bạn kiểm tra hàng thì bạn sẽ phải bỏ mở thiết bị ra và bật camera lên nhá. Đấy, tại vì là khi mà mình gửi hàng đến các bạn ấy thì mình sẽ tắt chiếc camera đi. Đấy, tại vì là mình sẽ để thời lượng pin cho các bạn để các bạn có thể test được sản phẩm nhanh nhất có thể. Đấy, nên là khi mà nhận hàng nhớ bật lên cho mình nhá. Còn khi mà bạn sử dụng thì bạn sẽ không cần tắt đi, cứ bật thôi. Đấy, bật ở là quay rất là ok nhá. Đó, rồi ok. Tiếp theo thì khi mà bạn đã tải xong ứng dụng rồi này, các bạn đã bật camera lên rồi, thì tiếp theo các bạn cần làm cho mình đó chính là vào phần cài đặt của điện thoại. Đấy. Các bạn sẽ vào phần cài đặt wifi. Đấy. Và khi mà các bạn vào phần cài đặt wifi nhá, lập tức nó sẽ hiện ra một cái wifi có chữ G, một vài số, vài chữ và không, khẩu ấn kết nối cho mình. Đó. Khi kết nối xong nhá, thì bạn sẽ thoát ra, các bạn sẽ truy cập ứng dụng Loop Cam này. Đấy. Khi truy cập vào thì nó sẽ hiện ra dòng chữ nhà nhá, các bạn ấn Ken này. Để kết nối trực tiếp vào camera thì các bạn sẽ ấn cho mình vào phần Device Online này. Ấn vào Ken này để kết nối trực tiếp vào camera nhá. Này, quay ngang màn hình ra này. Đó. Thì đây các bạn nhá. Đây sẽ là phần chất lượng hình ảnh của chiếc camera ngụy trang bóng này LED siêu sáng này cho mình nhá. Hình ảnh con này là siêu sắc nét luôn. Đấy. Đây mình quay cái biển quảng cáo mình đây nhá. Đấy. Các bạn thấy không? Ok rồi. Cực kỳ LED luôn nhá. Đây, mình sẽ chuyển tay này. Đấy. Ôi giờ, đó, gian hàng của mình là hàng mình sát hàng rất là nhiều nhá. Tất cả các dòng camera mình đều làm được hết. Đấy, ngoài chiếc camera ngụy trang bóng đèn 40W này ra, mình còn làm thêm các loại 20W, 30W, 65W là mình đều có hết các bạn nhá. Hàng mình đều là hàng sẵn 100%. Đấy. Đấy, ok chưa? Hình ảnh như này thì khi mà bạn quay thì có thể nhìn được tất cả các sự vật nhỏ nhất có thể nhá. Đấy, cũng như đây. Như đây thì khi mà bạn sử dụng thì bạn phải zoom lên, zoom xuống để xem hình ảnh này. Đấy, có thể zoom to, zoom nhỏ tùy thích luôn nhá. Đấy. Và hình ảnh này thì mới chỉ là hình ảnh Full HD thôi. Khi mà các bạn muốn cài đặt hình ảnh cao hơn nhá, các bạn xem mình ấn cho mình góc trên tay phải này, chọn hình ảnh 4K. Đấy. Ok chưa? Thế khi hình 4K thì nó sẽ là gấp đôi cái hình ảnh Full HD như bạn lấy bạn xem nhá. Đấy. LED gấp đôi luôn. Rất là ok nhá, hình ảnh rất là ok nhá. Góc quay siêu rộng luôn, 150 độ siêu rộng nhá. Đó. Và đặc biệt nữa thì bóc đèn thì vẫn sáng. Đây thì mình sẽ là đây hiện tại là mình chưa lắp bóng đèn thì cam bắt hoạt động nhá. Và tiếp theo thì mình sẽ vừa bật đèn này và vừa quay, không ảnh hưởng bất kỳ cái gì luôn nhá. Đấy. Ở đây mình đã xoáy vào đun. Bật đèn quay cho bạn này. Đấy, ok chưa? Đó. Ok chưa? Đó thì khi bật đèn lên nhá thì hình ảnh nó còn được cải tiến hơn nhiều, tại vì nó là vừa đủ sáng luôn. Bạn đây là thiếu ánh sáng nhưng mà quay vẫn LED, và bây giờ thì đủ ánh sáng rồi, quay LED hơn nhá. Siêu sắc LED luôn. Đấy. Đó, ok chưa? Đó, và đây thì mới chỉ là phần hình ảnh này. Đấy, còn tiếp theo đến phần âm thanh. Đấy. Khi mà bạn muốn sử dụng nghe được âm thanh nhá, các bạn cần bật loa lên cho mình. Và muốn nghe âm thanh to rõ ràng hơn ấy, các bạn sẽ tăng lượng điện thoại lên nhá. Tăng lượng điện thoại lên để nghe âm thanh rõ ràng hơn. Ở đây, mình sẽ bật lên này. Alo. Alo, điện tử Echo. Điện tử Echo. Đấy, các bạn thấy không? Ok chưa? Cái âm thanh của nó thì là rất là to rõ ràng luôn nhá. Đấy. Đây là mình đang để hai thiết bị nó ngay nhau và mình bật loa ngoài nên là có tiếng xung đột. Còn khi mà các bạn kết nối từ xa ấy, cũng như là khi mà bạn xem lại ấy, cái tiếng xung đột nó không còn nhá. Rất là ok. Đó. Thì đó sẽ là phần âm thanh. Và trong ứng dụng nhà mình thì nó sẽ có phần đây, sẽ là phần bóng đèn này, phần chỉnh độ tương phản sáng tối này, hoặc là các bạn có thể là chỉnh chiều quay góc quay, chỉnh chiều quay quay 180 độ nhá. Đấy. Đó thì các cái bên trên này thì mình đã cài sẵn cho bạn rồi nên bạn không cần cài đặt nữa. Tiếp theo phần mình muốn giới thiệu cho bạn đó chính là phần kết nối từ xa. Đấy. Thì cái chức năng kết nối từ xa này là khách hàng là phải 100% là dùng các bạn nhá. Đấy, thì khi mà bạn kết nối từ xa thì bạn ở bất kỳ đâu bạn cũng có thể xem được, và để kết được lối được ấy thì bạn cần phải đạt trong hai điều kiện. Điều kiện một là xung quanh camera của bạn phải có wifi, và điều kiện thứ hai là chiếc smartphone của các bạn này phải có mạng di động 3, 4G hoặc là wifi tùy ý. Đấy thì sau khi đặt hai điều kiện rồi nhá,
các bạn ấn cho mình mục máy đang cài đặt, chọn mình mục device setting, chọn mục wifi setting này. Đấy, thì khi mà chọn mục wifi setting này nhá, lập tức nó sẽ hiện ra là wifi xung quanh camera của bạn này. Thì bạn sẽ tìm cái wifi nó căng nhất và biết mật khẩu thì bạn ấn vào cho mình. Tiếp tục thì nhập cho mình bát wifi vào nhá. Khi nhập xong bát wifi thì bạn ấn ok, tức là mình đã kết nối từ xa thành công với chiếc cam này rồi. Và khi kết nối từ xa thì nó sẽ là không giới hạn các bạn nhá. Các bạn có ở bất kỳ nơi đâu các bạn cũng đều xem được. Và đặc biệt nữa thì khi mà các bạn kết nối từ xa nhá, thì cái wifi của cam này sẽ ẩn đi và sẽ không bao giờ phát. Đấy, thì khi mà nó không phát nữa thì sẽ không còn bất kỳ ai có thể kết nối vào thiết bị của bạn khi bạn không chia sẻ nhá. Đó, rất là hay luôn. Đó, tính năng bảo mật cực kỳ cao nhá. Đó, thì đó sẽ là phần giới thiệu sản phẩm và test sản phẩm thực tế tại Điện tử XO. Đấy, bạn nào có nhu cầu quan tâm đến dòng sản phẩm camera ngụy trang bóng đèn LED siêu sáng này của nhà mình thì có thể liên hệ trực tiếp cho mình qua số điện thoại Zalo 0879 801 999 để mình có thể hỗ trợ tư vấn chi tiết cho các bạn. Và bên mình thì có bảo hành sản phẩm là 1 năm, lỗi 1 đổi 1 và ship hàng toàn quốc. Nhận hàng thì các bạn được bóc hàng ra, các bạn test hàng, thử hàng, ok đúng như video quảng cáo thì các bạn mới thanh toán. Còn không, các bạn để hoàn hàng cho bên mình mà không mất 1.000 phí nào cả. Đấy. Ngoài ra thì khi mà các bạn nào đăng ký kênh YouTube của mình nhá và mua hàng tại cửa nhà mình thì mình sẽ tặng cho bạn một chiếc thẻ nhớ để lưu dữ liệu. Đấy. Và đặc biệt nữa ấy, là mình sẽ thêm một phần quà nữa cho bạn ở xa, đó chính là miễn phí ship. Đấy, các bạn còn chần chờ gì nữa, nhanh tay đăng ký kênh YouTube của mình để nhận một chiếc thẻ nhớ và được miễn ship khi ở xa bạn nhá. Ở gần qua trực tiếp hai cơ sở nhà mình tại Hà Nội và Sài Gòn để tham khảo thử hàng. Cửa hàng nhà mình sẵn hàng tại hai đơn vị trên, các bạn gần đâu qua đấy nhá. Rồi, xin chào lại các bạn ở những video có clip tiếp theo.